Chipu trong Người Mặt Trời, đẹp nhưng chưa đã. Được ưu ái hơn cả nữ chính nhưng vẫn không gánh nổi phim. Diễn xuất chỉ vừa đủ chứ chưa thực sự bứt phá. Cảnh thân mật với Thuận Nguyễn vừa thô, vừa chất guốt. Tất cả những gì Chipu có là nhan sắc xinh đẹp hút fan tới ủng hộ. Người Mặt Trời đã chính thức ra rạp và hiện đang là bộ phim nhận về nhiều tranh luận từ khán giả. Hầu hết những nhận xét của các reviewer đều tập trung vào một chữ đẹp. Cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp, tạo hình đẹp và hơn cả là Chipu đẹp. Còn lại về nội dung, kịch bản, diễn xuất thì dường như họ đều bỏ qua và không nói gì thêm. Đơn giản là vì những thứ đó trong Người Mặt Trời đều không thể làm thỏa mãn người xem. Đáng tiếc nhất trong Người Mặt Trời có lẽ là Chipu. Đây được xem là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng. Hơn nữa, đây cũng là bộ phim mà Chipu diễn sau khi đạt được nhiều thành công ở thị trường đại lục. Nên dễ hiểu, ekip đoàn phim lấy cái tên của Chipu ra PR nhiều hơn, thậm chí là chiếm hết spotlight của dàn diễn viên chính như Thuận Nguyễn, Trịnh Thảo, Trần Ngọc Vàng. Một số khán giả trước đó còn nhầm lẫn, tưởng đâu Chipu mới là nữ chính, vì từ họp báo, showcase đến buổi công chiếu, Chipu đều là tâm điểm chú ý. Đến khi lên phim, đất diễn của Chipu cũng nhiều bất ngờ, ngang ngửa với nữ chính Trịnh Thảo. Thậm chí, có người còn nghĩ Triệu mới là nhân vật chính, còn Hạ chỉ là nữ phụ. Nhưng trên thực tế, Chipu ở Người Mặt Trời chỉ là cameo mà thôi. Cô được đoàn phim ưu ái, âu cũng là vì chiếc phim to bự mà Chipu có được từ màn trung tiến thành công. Tuy được ưu ái hết mức, song những gì mà Chipu làm được cho Người Mặt Trời thực sự không nhiều. So với những bộ phim trước đó, diễn xuất của Chipu cũng chỉ vừa tầm, trọn vẹn với nhân vật mà cô đảm nhận. Thực sự không có bất kỳ chút bứt phá nào từ diễn xuất đến biểu cảm của Chipu, thậm chí một số màn da rẻ với các đàn em, chi còn hơi gồng. Trong phim, cảnh quay của Chipu khiến khán giả chú ý nhất là những màn thân mật với Thuận Nguyễn. Chưa xem còn mong chờ, chứ xem rồi thì đúng là thất vọng hoàn toàn. Cả hai liếc mắt đưa tình trong bữa tối, trao nhau lời ngọt ngào êm ái. Những điều này cho thấy tình cảm của cặp đôi đã rất lớn rồi, vậy nhưng khi cả hai thân mật thì chẳng đọng lại được gì, thậm chí còn bị cho là thừa thãi. Rõ ràng là đang ân ái với nhau, nhưng chủ thể của câu chuyện là về Nhật và Hạ. Nó mang đến cảm giác chớt guốt, lên không lên, xuống không xuống. Thật sự rất phí phạm cảnh quay của Chipu và Thuận Nguyễn, khi cả hai đã rất cố gắng để có được khoảnh khắc này. Bên cạnh đó, những cảnh hôn nồng cháy của Chipu và Thuận Nguyễn cũng nhảy ra rất bất thình lình, như dọa người xem vậy. Rõ ràng phim có thể làm cho khung cảnh lãng mạn hơn, xóa bớt bầu không khí gây rợn, nhưng không. Theo nhiều người nhận xét, màn kết hợp của Chipu và Thuận Nguyễn là có chemistry, chỉ là chưa thực sự có khung cảnh để bùng nổ mà thôi. Đoạn cuối cũng làm khá hời hợt, khi Chipu bay màu và nhân vật của Thuận Nguyễn chỉ nói được một câu lỗi tại anh và hết. Vai diễn của Chi kết thúc cụt lùn, không để lại cảm xúc gì cho người xem. Xét cho cùng thì đây không phải lỗi tại Chi, tại thời lượng phim không cho phép mà thôi. Nhưng để nói Chipu mang được gì tới cho Người Mặt Trời, có lẽ chỉ là nhan sắc xinh đẹp của cô. Vai Triệu thực sự rất hợp với vẻ ngoài sang chảnh, kiêu kỳ và có cá tính của cô. Chẳng thế mà từ Trung sang Việt, các fan đều mê mẩn bởi nhan sắc của Triệu. Cũng nhờ hình ảnh xuất sắc của Chipu mà người hâm mộ đã dần dần kéo tới xem phim. U đây cũng là điểm cộng rất lớn cho một chiếc cameo chất lượng của Người Mặt Trời.